các nhà thiên văn học đã gợi ý rằng mặt trời của chúng ta đã từng có một người bạn đồng hành song sinh, giống như các hệ sao nhị phân. Các nhà nghiên cứu Harvard cho biết một mặt trời khác đã hiện diện khi hệ mặt trời hình thành và nó có thể giải thích các đặc điểm, bao gồm một đám mây mảnh vụn ở rìa hệ mặt trời của chúng ta. Các nhà nghiên cứu tin rằng phát hiện này có thể làm sáng tỏ các sự kiện như sự xuất hiện của nước trên hành tinh của chúng ta và thậm chí là sự tuyệt chủng của loài khủng long. Lý thuyết này không chỉ dừng ở đó, nó còn có những hàm ý để giải thích các hiện tượng khác. Một số nhà thiên văn học tin rằng hệ mặt trời của chúng ta đang che giấu một hành tinh bí ẩn được gọi là hành tinh thứ 9. Hành tinh tiềm năng này cho đến nay đã được các nhà khoa học đưa ra giả thuyết nó có thể là bất cứ thứ gì, từ một siêu hành tinh khổng lồ đến một tập hợp hơn 100 hành tinh nhỏ, được tìm thấy nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương, hoặc thậm chí là một hố đen nhỏ. Hành tinh thứ 9 có thể giải thích về quỹ đạo bất thường của một nhóm các thiên thể bên ngoài sao Hải Vương, TNO, mà các quỹ đạo của chúng chủ yếu nằm ngoài vành đai Kuiper. Các nhà khoa học tin rằng đám mây Oort được hình thành từ các mảnh vụn còn sót lại, từ quá trình hình thành hệ mặt trời và các vùng lân cận của nó, nơi các vật thể bị các hành tinh phân tán đến khoảng cách rất xa và một số được trao đổi giữa các ngôi sao. Nhưng nếu mặt trời từng có một cặp song sinh, nhị phân thì sẽ dễ hiểu hơn về cách đám mây hình thành ra sao. Theo Amir Sirais, một sinh viên Đại học Harvard, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết, các mô hình trước đây gặp khó khăn trong việc tạo ra tỷ lệ mong đợi giữa các đối tượng đĩa phân tán và các đối tượng đám mây Oort bên ngoài. Mô hình thu thập nhị phân mang lại sự cải tiến và tinh chỉnh đáng kể. Điều này có vẻ hiển nhiên khi nhìn lại hầu hết các ngôi sao giống mặt trời đều được sinh ra từ các ngôi sao song hành. Các nhà nghiên cứu cho biết việc tìm hiểu sự hình thành của đám mây Oort có thể cung cấp cho các nhà khoa học những hiểu biết quan trọng về lịch sử sự sống trên trái đất. Các vật thể trong đám mây ngoài Oort có thể đã đóng những vai trò quan trọng trong lịch sử trái đất, chẳng hạn như có thể cung cấp nước cho trái đất và gây ra sự tuyệt chủng của loài khủng long. Đồng tác giả, nhà vật lý Avelope tại Đại học Harvard cho biết trong một tuyên bố, các hệ thống nhị phân có hiệu quả hơn trong việc thu hút các vật thể so với các ngôi sao đơn lẻ. Nếu đám mây Oort hình thành như được quan sát, nó có nghĩa là trên thực tế sẽ có một mặt trời khác được hình thành bên cạnh mặt trời mà chúng ta đang biết hiện nay. Nó có khối lượng tương tự với mặt trời hiện nay và đã biến mất trước khi mặt trời hiện nay rời khỏi cụm vật chất mà từ đó cả hai mặt trời đã sinh ra. Sự hình thành một ngôi sao bắt đầu với sự bất ổn định hấp dẫn bên trong một đám mây phân tử, thường là từ sự kích hoạt của sóng xung kích từ các vụ nổ siêu tân tinh hoặc do va chạm giữa hai thiên hà như trong thiên hà bùng nổ sao. Khi một vùng đạt tới mật độ vật chất thỏa mãn giới hạn cho sự bất ổn định, nó bắt đầu co lại dưới lực hấp dẫn của chính nó. Khi đám mây co lại, những tập hợp đơn lẻ của khí và bụi đậm đặc tạo nên cái mà chúng ta gọi là khối cầu bác. Khối cầu tiếp tục suy sụp co lại, mật độ tăng lên, năng lượng hấp dẫn chuyển thành nhiệt năng và làm cho nhiệt độ tăng lên. Khi đám mây tiền sao đã đạt tới sấp xỉ điều kiện ổn định của cân bằng thủy tĩnh, một tiền sao hình thành tại lõi của đám mây. Những sao tiền dài chính này thường bị bao bọc xung quanh bởi một đĩa tiền hành tinh. Chu kỳ co sụp hấp dẫn này diễn ra trong khoảng 10 đến 15 triệu năm. Những sao mới sinh phát ra các tia khí dọc theo trục tự quay của nó, làm giảm moment gốc của sao đang suy sụp và tạo ra những phần mờ đục trong vùng đám mây gọi là các thiên thể Herbig-Haro. Những tia này kết hợp cùng với bức xạ từ các sao khối lượng lớn ở gần có thể giúp thổi bay đám mây bao quanh ngôi sao đã hình thành. Nếu đám mây Oort hình thành như quan sát được, nó có nghĩa là mặt trời thực sự có một người bạn đồng hành có khối lượng tương tự đã mất trước khi mặt trời rời cụm sinh của nó. Các nhà nghiên cứu nói rằng ngôi sao đôi sẽ biến mất trong lịch sử ban đầu của hệ mặt trời và bây giờ có thể ở hầu hết mọi nơi. Nhóm nghiên cứu gợi ý rằng người bạn đồng hành biến mất kia của mặt trời hiện nay có thể đã bị hút vào các ngôi sao khác, sinh ra cùng với mặt trời của chúng ta trong cùng một cụm sao thông qua ảnh hưởng lực hấp dẫn của chúng. Người em song sinh bị lạc từ lâu của mặt trời giờ đây có thể ở bất cứ đâu, trong dải ngân hà. Tuy nhiên, trước khi mất hệ nhị phân, hệ mặt trời đã có thể nắm bắt được lớp vỏ vật thể bên ngoài của nó, cụ thể là đám mây Oort và quần thể hành tinh thứ 9. Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học sẽ xác định quỹ đạo có thể tìm ra hành tinh thứ 9. Trong nghiên cứu này,
hai nhà thiên văn Mike Rao và Konstantin Batyzin cùng các cộng sự ở Viện Công nghệ California, Caltech Mỹ đã xác định được quỹ đạo của hành tinh đó. Theo đó, họ tạo ra một bản đồ quỹ đạo các hành tinh và vật thể vành Đai Kuiper gần sao Hải Vương, bao gồm hành tinh thứ 9. Quỹ đạo của vật thể này được xác định dựa trên những tác động của nó lên các vật thể đã biết trong vành Đai Kuiper. Kết quả cho thấy, quỹ đạo của hành tinh này vô cùng rộng lớn, có hình ellipse. Hiện tại nó rất có thể đang ở vị trí có độ xa trung bình và đang chậm rãi tiến tới điểm cận nhật, tức điểm gần mặt trời nhất trên quỹ đạo. Khoảng cách trung bình hiện tại là khoảng 500 đơn vị thiên văn, gọi tắt là AU. Một đơn vị thiên văn chính là khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Thực tế, việc lập bản đồ này cũng giúp các nhà nghiên cứu ước tính một số tính chất của hành tinh thứ 9, ví dụ khối lượng gấp 6,2 lần trái đất. Khi đạt điểm cận nhật, nó vẫn cách mặt trời tới 300 đơn vị thiên văn. Quỹ đạo của nó cũng có độ nghiêng khoảng 16 độ so với mặt phẳng của hệ mặt trời. Để so sánh, độ nghiêng của trái đất là 0 độ, trong khi độ nghiêng của sao Diêm Vương là 17 độ. Trước đó, ngày càng nhiều bằng chứng khoa học cho thấy hành tinh thứ 9 hay hành tinh X là có thật. Tuy nhiên, các nghiên cứu đưa ra tới 5 phiên bản khác nhau của hành tinh bí ẩn này. Đáng chú ý, một trong những giả thuyết được ủng hộ nhất về hành tinh thứ 9 là một hành tinh khổng lồ với một năm dài bằng 20.000 năm trên trái đất. Theo nghiên cứu từ Viện Công nghệ California công bố từ năm 2018, đó là một hành tinh ma không thể thấy, nhưng vẫn nhận diện được thông qua tác động dữ dội của nó lên các vật thể ở rìa hệ mặt trời. Các tác giả tính toán rằng hành tinh này có kích thước gấp 4 lần và trọng lượng gấp 10 lần trái đất. Vì ở rất xa nên nó mất tới 20.000 năm trái đất để có thể quay hết một vòng quanh mặt trời. Hiện tại, hành tinh thứ 8 và xa nhất được biết đến tính từ mặt trời là sao Hải Vương. Trước đó, sao Diêm Vương được phát hiện vào năm 1930, được coi là hành tinh thứ 9, nhưng một cuộc bỏ phiếu tại Liên minh Thiên văn Quốc tế vào năm 2006 đã chính thức loại trừ nó khỏi các hành tinh của hệ mặt trời và phân loại sao Diêm Vương là hành tinh lùn,